Với nỗ lực triển khai các giải pháp quản trị, điều hành, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021, Petro Việt Nam tiếp tục bám sát các mục tiêu, kế hoạch đề ra, đạt kết quả khả quan trên hầu hết các lĩnh vực. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 227,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2020, nộp ngân sách nhà nước đạt 32,4 nghìn tỷ đồng. Tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 15,3 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, sản lượng khai thác dầu, kể cả khai thác dầu ở nước ngoài, là điểm sáng trong hoạt động của tập đoàn với sản lượng khai thác dầu tháng 5 vượt 18% kế hoạch tháng, đảm bảo sản lượng khai thác quy dầu lũy kế 5 tháng đầu năm hoàn thành kế hoạch đề ra. Với tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, PVN đã đóng góp 400 tỷ đồng xây dựng quỹ vaccine phòng chống COVID-19 quốc gia, tích cực chung tay cùng Chính phủ và nhân dân cả nước nhanh chóng đẩy lùi đại dịch. Tính đến nay, các hoạt động ủng hộ của tập đoàn và các đơn vị thành viên trong công tác phòng chống dịch COVID-19 là 480 tỷ đồng.